Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Trong tiệc sinh nhật, chồng trẻ của Thu Thủy vẫn chăm sóc con gái nhỏ. Không phải ông xã là nhân vật chính của buổi tiệc mà giờ đây ở mọi hoàn cảnh thì cô công chúa nhỏ vẫn gây sự quan tâm nhất từ cả nhà. Cũng như những gia đình nghệ sĩ khác, thời gian này vợ chồng Thu Thủy đang rất bận rộn vì phải chăm sóc cô con gái nhỏ vừa chào đời khoảng 2 tuần tuổi. Theo đó, cả nhà vừa một phen hú vía khi em bé gặp ba mẹ sớm 10 ngày, nhưng rất may mắn mọi thứ đều thuận lợi, nhóc tì khỏe mạnh, ai cũng vui mừng vì điều này. Hôm qua, nữ ca sĩ đã gửi lời ngọt ngào để chúc mừng bạn cùng giường bước sang một tuổi mới. Vì thời gian này Thu Thủy đang ở cử nên không thể tổ chức tiệc linh đình cho anh. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng để tạo nên không gian lung linh, ấm áp bên người thân để Kim Nguyễn có không khí ngày sinh nhật. Cô và mọi người đã trang trí trong căn hộ và cùng ăn uống bên nhau. Bà mẹ hai con tâm sự, mẹ bỉm sữa đang ở cử nên mẹ quyết tâm là một buổi sinh nhật thật ý nghĩa dành tặng cho ba. Mong rằng ba sẽ vui, sẽ hạnh phúc cùng gia đình to lớn nha. Đặc biệt lần này có hai bà nội, bà ngoại và gia đình anh chị và hai cháu, nhất ba rồi nha. Dù buổi tiệc vui đến mức nào đi chăng nữa thì ông xã của Thu Thủy cũng không quên nhiệm vụ đến giờ cho cô công chúa nhỏ uống sữa. Dù đây là lần đầu tiên lên chức ba nhưng anh vẫn rất khéo léo, cố gắng tập làm quen để phụ giúp vợ nhiều hơn. Nhờ vào sự ân cần từ phía Kim Nguyễn mà người đẹp đã mở lòng về chung nhà với đối phương. Thời gian này Thu Thủy cũng hạn chế công việc để có nhiều thời gian hơn bên cạnh nhóc tì. Lana còn nhỏ luôn cần sự gần gũi của ba mẹ ở mọi lúc nên hai vợ chồng không tụ họp hay ra ngoài nhiều mà ở nhà để trông coi bé. Đến khi con cứng cáp thì nữ ca sĩ mới có thể quay lại sân khấu.